chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Tiết lộ BMW M1000RR2001 đang chuẩn bị có mặt tại thị trường châu Á. Cái chiếc BMW M1000RR2001 là một phiên bản dành cho đường đua sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Khi mới đây hãng BMW Motorrad Ấn Độ đã phát hành một vài đoạn giới thiệu ngắn về cái mẫu xe này. Tuy nhiên, ngày ra mắt chính xác thì vẫn chưa được tiết lộ. Cái chiếc BMW M1000RR2001 với hiệu suất cao đã chính thức được ra mắt vào hồi tháng 9 năm 2010. Nó dựa vào cái phiên bản là S-RR2010 kết hợp cái bộ phận là M-Performance. Đây là bộ phận hiệu suất cao trên BMW chịu trách nhiệm tạo ra những chiếc xe cao cấp. BMW M1000RR2001 sắp được trang bị một cái động cơ cũng tương tự như cái chiếc là S-RR. Tuy nhiên, có một quạt đổi để nâng cấp hiệu suất tổng thể. Ví dụ như các piston rèn từ ma nhê, tay dên bằng titan nhẹ hơn, các chi tiết mỏng hơn và nhẹ hơn, cùng với cổng nạp đã được gia công hoàn toàn với hình dạng là ống dẫn mới, v.v. Và kết quả đạt được là phiên bản BMW M1000RR2001 có một công suất đại đạt 212 HP, tại ngưỡng vòng tua máy là 14.500 phút, trong khi mang sắc cực đại là 113 Nm, tại ngưỡng vòng tua là 11.000 vòng/phút. Ngoài những cái thông số kỹ thuật cao thì cái phiên bản là BMW M1000RR2001 còn sở hữu những một bộ phận bằng sắt carbon giúp cho trọng lượng chỉ đạt 192 kg. Nó cũng có một cái kính gió được thiết kế sinh học để cân bằng được cái sự ổn định cho độ cao và khi cua góc. Cái chiếc BMW Motorrad, hãng BMW Motorrad cũng đã sử dụng cho mình một hệ thống chèo và phanh cao cấp dành cho cái phiên bản là BMW M1000RR2021. Hiện tại sẽ có 3 biến thể BMW S-RR2021 cũng đáng mới được bán tại thị trường Ấn Độ. Và với một khả năng là cái chiếc BMW M1000RR2021 cũng sẽ được ra mắt tại trường nước này. Và phiên bản này sẽ cũng đắt hơn phiên bản là S-RR Pro M Sport. Hiện tại thì giá cao nhất trong 3 biến thể của cái phiên bản là BMW S-RR2021 được bán tận độ ra dự khoản là 23.75 lakh ADR, tương đương là 758 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để chi tiết nhớ like, subscribe.